Ảnh cưới của Tú Dưa và Thúy Hiền bị vứt trên vỉa hè, gây xôn xao, ngỡ ngàng khi biết được sự thật. Thúy Hiền và Tú Dưa đã từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài khoảng 4 năm. Trong thời gian đó, Thúy Hiền luôn một lòng yêu thương chồng con, thậm chí còn chăm sóc cho cả con riêng của Tú Dưa. Bởi vậy, Tú Dưa từng cảm thấy hối hận vì sự thiếu chín chắn, tính thiếu thắng của anh đã khiến gia đình hạnh phúc bị đổ vỡ. Hiện tại, cựu thành viên Quả Dưa Hấu đang hạnh phúc bên bà xã, ca sĩ Lam Trang. Nữ hoàng Wushu cũng đã tìm được tình yêu mới sau khi chia tay bạn trai kém tuổi. Mới đây, dư luận không khỏi ngạc nhiên khi cuốn album ảnh cưới năm xưa của Tú Dưa và Thúy Hiền bị vứt lăn lóc ở gốc cây bên lề đường. Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội và được mọi người chia sẻ, bàn tán xôn xao. Không ít người mong muốn đó chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng đến khi zoom kỹ thì ai cũng nhận ra cặp đôi là nhân vật chính. Nhiều cư dân mạng thắc mắc không hiểu vì sao album cưới của Tú Dưa, Thúy Hiền lại lưu lạc ở nơi gốc cây. Trước sự việc này, Tú Dưa đã lên tiếng trên trang cá nhân, phủ nhận việc mình là người đã vứt những bức ảnh. 13 năm trước, 2006, tôi và Hiền, khi không thể tiếp tục sống cùng nhau, đã thống nhất dừng lại mọi chuyện, thì tôi là người ra đi, mang theo tất cả những tấm ảnh của tôi và của tôi với Hiền. Một cái máy tính và con gái lớn. Khi đó hai bố con tôi về ở trong nhà cho cha mẹ tôi, ở 50 Tràng Thi, và tất cả những hình ảnh này để lại đó. Ở một thời gian thì tôi bôn ba khắp nơi, tôi không thể đi đâu cũng mang theo những tấm hình được, và gửi lại đó vài năm thì ẩm mốc, ngập nước, đã phá hỏng tất cả những tấm hình kỷ niệm của tôi. Từ những cái tôi còn bé với bố mẹ, tôi cũng không giữ được cái nào. Mẹ hàng báo cho tôi là tất cả các ảnh đã hỏng và phải bỏ đi vì đã quá chật chội và sửa sang lại nhà cửa. Sáng nay tôi giật mình khi thấy lại những bức hình nó gần như nguyên vẹn và lại được dựng vào gốc cây ngay ngắn để chụp lại. Tôi có rất nhiều bộ ảnh cưới thời đó với Hiền và đây chỉ là một trong những bộ ảnh đó. Dường như tôi đoán ai đã cố tình làm việc này rồi. Đây là có những người đã cố tình lấy trộm những bức ảnh này của tôi năm xưa rồi mang ra gốc cây chụp lại rất có chủ đích để bôi nhọ chúng tôi. Các bạn ạ, các bạn làm vậy thì ảnh hưởng đến bọn tôi không sao. Nhưng các bạn làm như vậy sẽ tổn thương đến các con của chúng tôi và sợ vận vào chính các bạn và gia đình các bạn đấy. Không có đức cho con cháu của các bạn đâu. Tôi và Hiền từng rất yêu nhau. Chia tay nhau chúng tôi vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và văn minh. Nhưng mọi cái đã kết thúc từ rất lâu rồi. Giờ đây, Hiền có bạn trai mới. Tôi rất mừng cho Hiền và tôi luôn nói với các con gái của tôi và phải động viên mẹ, có người yêu cho mẹ vui. Đấy là từ phía tôi và tôi nghĩ Hiền cũng sẽ như vậy. Với tôi câu chuyện về Thúy Hiền đã khép lại, nhưng không bao giờ không tôn trọng nhau. Bạn bè tôi chơi chung ai cũng biết điều này, vì có như thế nào thì tôi và Hiền cũng là bố mẹ của Bông, Nhon và tất cả đã ở phía sau. Giờ đây với tôi đang có một gia đình hạnh phúc và tôi đang rất yêu vợ tôi, và tất cả chúng tôi luôn muốn cố gắng làm sao chăm lo cho các con thật tốt và có một cuộc sống thật tốt, các bạn hiểu không?